Chào buổi sáng chị Phương Ly, chúc chị ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Không biết là thời tiết ở Cần Thơ hôm nay có thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm ngày 8 tháng 3 không chị? Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì các hoạt động ngoài trời vào ngày 8 tháng 3 sẽ gặp đôi chút bất lợi vì trời còn nắng nhiều và nóng. Từ 10 giờ trở đi thì nắng đã bắt đầu xuất hiện nhiều, cường độ ngày một mạnh. Thời điểm nắng gắt nhất ngày đó là từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều nay. Nhiệt độ dự báo cao nhất rơi vào khoảng 34 độ C, nhưng cảm nhận thực tế ngoài trời có thể ở ngưỡng 35 đến 36 độ C. Phải sau 5 giờ chiều thì không khí mới dịu bớt, về tối về đêm nhiệt độ hạ xuống còn 28 đến 29 độ C. Đó là riêng tại thành phố Cần Thơ. Còn các điểm nắng nóng 35 độ C ở khu vực hôm nay cũng giảm xuống chỉ còn 3 điểm, đó là tại Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc. Còn lại thì các nơi khác cũng sẽ phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Vào ngày 8 tháng 3 này, nếu như mà quý vị chúng ta chưa có kế hoạch đi đâu thì có thể đến chụp ảnh lưu giữ thanh xuân với hoa kèn hồng đang nở rộ ở đường Hùng Vương tại Sóc Trăng. Di chuyển từ thành phố Cần Thơ xuống đến địa điểm này chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Con đường kèn hồng này đã xuất hiện từ năm 2012 đến nay, luôn được mệnh danh là con đường đẹp nhất miền Tây. Thời gian chụp ảnh lý tưởng là buổi sáng, thường từ 7 cho đến 9 giờ, lúc trời còn mát, hoặc là chiều từ 16 đến 17 giờ khi mà nắng đã dịu bớt. Về thời tiết trên đảo Phú Quốc, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất buổi trưa khoảng 32 độ C. Còn về tối và đêm thì trời mát hơn với mức nhiệt 26 độ C. Các vùng biển ngày hôm nay thời tiết cũng khá là đẹp. Vùng biển dọc từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang đều không mưa, nắng nhiều, tầm xa thoáng trên 10 km. Gió ở đây thổi đều cấp 3, cấp 5, độ cao sóng không quá 2 m, biển êm.